Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào? Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào. Cũng có ước mơ mà được sống cuộc đời riêng mình. Khi con bé mẹ ước sau này lớn lên, mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Chia sẻ với quý vị một chút. Mẹ em sinh em ra năm mẹ em có 16 tuổi, 16, 17 tuổi. Và hai mẹ con thì giống như là hai chị em vậy đó. Cái thời điểm mà mẹ sinh mình ra thì là cái thời điểm mà chắc chắn mẹ có nhiều ước mơ hoài bão nhất. Nhưng mà chắc chắn đã phải gác lại cái điều đó để mà có một đứa con là em. Và suýt nữa thì em đã không được sinh ra đời rồi. Nhưng mà đó là một cái duyên. Cho nên là càng lớn thì mình càng yêu quý, trân trọng những cái điều đó từ ba mẹ mình hơn. Và luôn cố gắng để trở thành một người tốt, một người đàng hoàng, có ích cho xã hội. Và hát ca khúc này xin được chúc cho tất cả ba mẹ của chúng ta sẽ có thật là nhiều sức khỏe và sẽ ở bên cạnh chúng ta thật là lâu hơn nữa. Thank you.